Em xin chào bác nhé. Hôm nay thì em về được một mẫu vang mới. Ở đây là của Lake Aquatic, hàng chính hãng đây. Cái tên này thì nó gọi là mới thôi, nhưng mà cái tên thì vẫn là tên cũ. Đây là con vang Lake FX8 đây. Cho biết của Lake Aquatic thì cái con FX8 là con hàng đời đầu rồi đấy. Nhưng mà ở đây là một phiên bản mới nhé, phiên bản đặc biệt. Ở đây, ở trên vỏ hộp này nó đã có một cái tem là 2021 và là phiên bản đặc biệt của cái dòng FX8 này. Đấy. Là cái phiên bản đặc biệt nên là so với cái bên ngoài thì giống y hệt so với dòng FX8 ở phiên bản cũ. Đây các bác nhìn, vẫn là mặt vay nhôm màu trắng. Đấy. Các nút chức năng cũng như là cái bố trí của nó giống y hệt con FX8. Thì ở đây tí nữa em sẽ cùng các bác là xem phần nội thất ở bên trong, là xem nó có thay đổi gì không ở cái phiên bản đặc biệt này. Đây. Ở đây thì ở trên nó có một tem chính hãng. Dòng này dòng chính hãng của VLU. Đây, các bác có thể quét mã QR của nó đều có. Đây. Ở trên nắp thì cũng được dập chữ Lake này. Đây nhá. Đây là cái vỏ hộp của nó này. Đây vỏ hộp của nó nhá. Đây cái phiên bản đặc biệt phiên bản 2021 thì nó sẽ có chữ thêm một phần này ở đây, 2021 phiên bản đặc biệt này. Đây dòng chính hãng nhé. Đây đây là cái vỏ bên trong thì nó vẫn gồm là một hướng dẫn, một anten tu vít để chỉnh, một dây nguồn để dây nguồn rời các bác cắm này. Đây để toàn bộ nhé, toàn bộ. Ok, và bây giờ em sẽ mở hộp để mở lắp để cho các bác xem cái phần nội thất của nó này. Đây, đây là cái phần nội thất. Với những cái dòng của Lake Aquatic thì đều sử dụng là linh kiện dán. Đây thì nhìn qua sơ bộ thì nó không có khác mấy so với cái phiên bản cũ. Đây là phần nguồn này. Đấy, có một cái hộp để chống nhiễu của cái cho cái phần nguồn. Ở giữa mạch thì nó có được dập chữ Lake FX8 này. Một tem QC này. Đây là phần bo chống hú của con vang. Nhìn qua thì không biết là thay đổi chỗ nào, nhưng mà em nhìn qua thì nó gần như là giống hệt so với phiên bản cũ. Không biết nó thay đổi chỗ nào thì em không biết cái đấy. Còn gần như là nhìn qua phần nội thất cũng như phần bên ngoài của nó đều giống y hệt cái phiên bản cũ. Đấy. Cái giá của nó thì cũng không có sự thay đổi mấy so với cái phiên bản cũ. Nó sẽ hơn một tí đấy. Sẽ hơn một tí tại vì nó mới ra. Mới ra cũng như chất âm của nó. Khả năng là tí em phải test cho các bác xem cái chất âm của nó. Sẽ có sự thay đổi không? Ok, để bây giờ em sẽ test luôn cho các bác nhé. Vâng, và ở đây thì em đã kết nối với một con FX8 phiên bản 2021 đặc biệt với một cục đẩy ASE. Đấy. Ở đây thì các bác có thể nhìn cái giao diện của nó. Thứ nhất là thay đổi là cái phần đèn. Đấy, phần đèn có một chút thay đổi này. Đấy. Mà nhìn đợt này nhìn rất là đẹp. Bây giờ em sẽ bắt đầu bật nhạc để cho các bác nghe được phần nhạc tí nhé. Thank you.
Ok, và bây giờ em sẽ thử cho các phần tiếng mic nhé. Ok, và đây em sử dụng một mic dây SBOD để thử mic cho các bác cho cái con F8 này nhé. Lời 1, 2, 5, 6, 7. Tiếng mic rất là ấm, da rất là ấm, vang nhại, dẻo. Về cái phần lách này, đặc điểm vang nhại của những con lách hàng chính hãng thì tiếng vang nhại của nó cực là dẻo. Phần echo ấy rất là ngọt. Em sẽ alo lại cho các bác nhé. L1 2 1 5 6 7 L1 2 L. Đó. Đấy thì các bác để ý là khi em alo là hai đèn ở bên tay trái này nó sẽ là hai kênh trái và kênh phải, thì nó sẽ nháy đèn nhé. L1 2 6 7 L. Còn hai cổng bên phải là cổng center và cổng sub. Đấy thì khi quắc bật nhạc thì nó mới lên được hai đèn này. Ok, đầu vừa rồi thì em đã cho các bác tham khảo qua về cái mẫu FX8 phiên bản 2021 đặc biệt này. Đấy. Hàng này thì cực đẹp rồi. Ok, và bác nào có nhu cầu nhé thì liên hệ với em. Em sẽ để giá và số điện thoại liên hệ qua trên thanh tiêu đề cho các bác tham khảo nhé. Ok, và em xin kết thúc video đây. Hẹn gặp lại các bác trong cái video tiếp theo nhé.